Kính thưa quý khách, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị cái tấm tranh mừng thọ kích thước là 67 1m27, có cụ ông cụ bà, rồi cả cụ ông và cụ bà. Chúng tôi sản xuất rất là nhiều, và quý vị có thể thấy đường nét đục chạm của chúng tôi cực kỳ tinh tế luôn, đúng không ạ? Ván dày 3 phân, đục sâu 2 phân, khung dày 4 phân, gỗ hương đỏ Nam Phi, làm cực kỳ là tinh tế và rất là trau chuốt, rất là trau chuốt, tinh tế, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp, tranh mừng thọ. Quý vị muốn khắc tên hay là dán tên thì chúng ta sẽ dán vào giữa cái khung này, rất là đẹp. Chúng tôi để trơn đây rồi, cũng không cần phải để to lắm, ở trên tranh thì nhìn nó sẽ mất cái thẩm mỹ đi. Chúng ta dán ở cái khung là được rồi, đúng không ạ? Đây là cả cụ ông và cụ bà này. Đây là riêng cụ bà không này. Có cái tấm cụ ông nữa nhưng chúng tôi chưa bê ra. Đây, cụ ông như thế này. Thì đây chúng tôi sản xuất rất là nhiều này. Kích thước là 67 1m27. Cái loại này thì là khung đặc và lòng lớn. Đây, số lượng thì chúng tôi rất là nhiều quý vị nhá. Số lượng rất là nhiều. Đây cụ ông làm ở trong. Đây bức này có cụ ông này. Đấy, nhưng mà nó đang để chỗ này mưa ướt và chưa làm khung. Chỗ này là làm khung lên hết rồi. Số lượng thì rất là nhiều. Có gỗ rất là dày dặn và chắc chắn. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975940966. Liên hệ để đặt hàng ngay từ bây giờ, không đến lúc Tết mà đến lúc mà đến mừng thọ rồi thì là không kịp để đặt, đúng không ạ? Đấy, thì rất là tuyệt vời. Kích thước là ngang 67, ngang 1m27 và cao 67. Gỗ là hương đỏ Nam Phi, gỗ cực kỳ khô rồi. Và bảo hành cho quý vị là dùng muôn đời luôn, để đến muôn đời con cháu luôn. Gỗ cực kỳ bền, lọc lõi, chỉ lấy lõi rồi bỏ rác nha. Chỉ lấy lõi thôi, lành lặn, lõi. 67 1m27, kích thước rất là phù hợp, phổ thông. Quý vị mua hàng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0975940966. Một bức như thế này chúng tôi bán với cái giá là rơi vào 2,8 triệu. Còn cái loại mà nó sẽ lòng tranh nó nhỏ hơn thì chúng tôi bán vào 2,6 triệu. Lòng tranh nhỏ hơn, có loại lòng tranh nhỏ hơn chúng tôi đang làm. Và khung cái viền của nó lọng thùng, nhìn nó cũng vui mắt. Cái này thì viền liền quý vị nhá. Xin trân trọng cảm ơn.